thanh niên trâu chạy theo xe máy vì tưởng đó là bố mẹ mình. Dừng lại. Đây, yêu ơi, mày làm sao nhau? Tao phải chủ mày đâu, chủ mày dưới kia mà. Em sao nhau, chạy mệt đấy. Đang đi thì thấy có chú trâu con cứ chạy theo mình. Hai anh chàng lấy làm ngạc nhiên, dừng xe lại hỏi rõ ngọn ngành thì mới biết ông cu con này tưởng cái xe máy là mẹ nó nên là chạy theo. Đấy là xe máy, có phải bố mày đâu, đùa khổ thế nhỉ? Đây nha, bọn tao gọi đây là cái xe máy, còn bố với mẹ mày ở tận dưới kia kìa. Bây giờ mày quay lại đi. Ôi, bây giờ bọn tôi lổ máy đi, nó lại đi theo không ạ? Thấy quá bất lực mà, không hiểu sao mà đến mẹ cũng nhận sai được. Giờ cứ xe chạy là nó chạy, mà xe dừng là nó dừng. Mặc cho anh chàng đứng giải thích cả ngày trời là mẹ của mày ở dưới kia kìa, còn đây là cái xe máy, không phải mẹ đâu, về đi. Ấy thế mà nó cứ làm ngơ không chịu nghe, mà quay ra chỗ khác nhất quyết rằng đây chắc chắn là mẹ cháu. Giờ làm sao đây khi mà chẳng ai hiểu ai nói gì, người ta đi câu cá mà cứ đòi theo. Giờ nếu mặc kệ nó chạy phía sau thì sợ chú trâu này sẽ đi càng xa rồi lạc đàn thì lại khổ ra. Đứng im đây, chờ bố mẹ mày lên thì hẵng đi. Thế làm sao? Quay đây nào. Này, ôi, làm dỗi không ạ? Vì vậy anh cố sức giải thích hết nước hết cái. Cũng may là cuối cùng dù có chút giận dỗi không thèm nhìn mặt, nhưng mà nó cũng không chạy theo nữa. Mong cho lát nữa mẹ nó tìm được nó, chứ giờ xe máy mà cũng nhận làm mẹ thì cũng thua ông rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.